Chúng ta thực hiện phép cộng 77 với 28. Thì ngoài cách cộng bình thường thì chúng ta có một cách đó là thêm vào bước đi. Thì cộng 77 28 thì ta quy tròn 77 là thêm chục, tức là phải cộng thêm 3 nữa là lúc đó 80. Đấy, 80 cộng với 28 là gì? 108. 108 nhưng mà đã cộng 3 thì bớt 3, vậy đây là 105. Các bạn đã hiểu vấn đề chưa? Đấy, thêm và bớt. Tương tự như vậy, ta lấy 61 trừ 44 thì các bạn có thể đặt hàng dọc để trừ. Nhưng đây không cần đặt mà các bạn có thể làm như sau. Bây giờ lấy 61 trừ 4 thì thêm 3 vào để trở thành là 64 trừ 44 là khỏe là gọn hơn. Đấy. Thì thêm 3 là 64 trừ 44. 64 trừ 44 này các bạn nhớ này, 64 này trừ 44 chính là 2, 20. 20 mà đó là thêm 3. Thêm 3 thì phải bớt 3. Vậy thì còn lại 17. Đấy. Rất nhanh các bạn nhé. Đây là cách cộng trừ thêm bớt của những cái con người thật, việc thật, những bà bán rau, bán hoa quả ngoài chợ các bạn nhé. Các bạn có thể thực hiện phép tính tiếp này là 94 cộng với 18. Đấy. Thì đầu tiên 94 để quy tròn là 1 cộng thêm 6 nữa để trở thành 100. Đấy. Thì đây là 118. Đấy. Cộng 6 thì bớt đi 6. Các bạn biết chứ? Vậy bớt đi 6 lấy 112. Vậy kết quả là 112. Thêm 4 thêm 6 bớt 6. Còn phép trừ. Phép trừ thì y chang như vậy, ta thấy 71 trừ đi 26. Đấy. Số 1 này cũng trừ 6 đặt phép trừ phải nhớ mượn. Đấy ta sẽ thì là gì? Ta mượn 5 để có 76 trừ 26 là bằng 50. Mượn 5 thì bớt 5, đây là phải trừ cho 5. Đấy. Trừ 5 thì kết quả đây là 45. 50 trừ 5 45. Đấy, y chang rất dễ, rất khỏe, rất đẹp các bạn nhé. Thêm và mượn bớt đi. Đấy. Các bạn có thể thấy là lấy chẳng hạn như phép cộng chẳng hạn 18 cộng với 26. Ta thêm 2 vào đây để được là 20. 20 cộng 26 là 46. Đấy. 46 mà bớt đi thêm 2 bớt 2 vậy trừ đi 2. Vậy đây là 4. 44. Các bạn nhé. Thêm bớt rất khỏe, rất vui, rất đẹp. Đấy. Các bạn có thể thực hiện phép trừ 51 cho 29. Đấy. Thì ở đây thêm thanh để thanh một chục. Đấy, hoặc là bớt đi một chục cũng được. Đấy, bớt một. Bớt đi một là còn lại 50. Không, nâu. Để phải thêm 8. Đấy. Thêm 8 là 59. 59 trừ 29 là bằng 30. 30 bớt 8 thì nó sẽ bằng là 22. Bạn nhé, đơn giản như vậy. Các bạn không cần đặt phép trừ, đặt hàng dọc mà làm nhẩm rất nhanh. Đấy. Ở đây các bạn có thể nhẩm nó là 61 cộng với 99. Đấy. Cộng 1 cộng 99. Đơn giản thôi đấy. Là gì? Có thể bớt đi 1 đi nhá, là 60 cộng 99 là bằng là gì? Cái này thì khỏe rồi. Đây là 159. 59 bữa cộng 1 là 160. Đấy. Có nhiều cách khác nhau các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.